khi được gặp lại quý vị khán giả của kênh Tin Tức. Quý vị thân mến, mỗi ngày trôi qua, chúng tôi lại nhận được rất nhiều những tâm thư, lời cảm ơn và động viên của quý vị. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và dõi theo chúng tôi. Đừng quên ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ video nào quý vị nhé! Ngân hàng nào liên quan vụ công ty luật khủng bố có nợ ở Tiền Giang? Cán bộ nào đòi xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tạm trú thì dân cứ mạnh dạn tố cáo? Điều bắt buộc với môn lịch sử. Ngân hàng nào liên quan vụ công ty luật khủng bố có nợ ở Tiền Giang? Kính thưa quý vị, sau khi được ngân hàng Phương Đông thuê đòi khoản nợ 50 triệu đồng, nhóm đối tượng đã đe dọa giết người, mang bình ga đến dọa cho nổ cả trường, nơi con của người vay nợ đang học. Liên quan đến vụ công an khám công ty luật đòi nợ thuê, dọa giết hàng nghìn người trên cả nước, ngân hàng Phương Đông OCB là một trong những ngân hàng công ty tài chính đã thuê nhóm tội phạm. Hiện 13 đối tượng là cầm đầu nhân viên cộm cán trong công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt đã bị cơ quan chức năng khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản và khủng bố. Theo kết quả xác minh của Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, anh NVB ở thị xã Cai Lậy, Tiền Giang vay 50 triệu đồng tại ngân hàng Phương Đông OCB từ năm 2019, sau đó mất khả năng trả nợ. Đến tháng 7 năm 2022, OCB chuyển hợp đồng vay của anh B cho công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt, địa chỉ tại tòa nhà TNT Danceport, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đòi nợ thay với lãi suất hoa hồng cao. Từ khi được OCB chuyển hợp đồng, công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt đã cho nhiều nhân viên đến để đe dọa, khủng bố tinh thần anh B để đòi nợ với khoản tiền 100 triệu đồng. Bị dọa giết vợ con, anh B đã sợ hãi gom góp hết khả năng được 10 triệu đồng trả cho OCB. Chưa thu được đủ tiền nên nhóm nhân viên công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt vẫn không ngừng đe dọa anh B, hành vi ngày càng manh động. Đỉnh điểm là nhóm đối tượng đã nhiều lần gọi điện tới ban giám hiệu trường tiểu học Phan Văn Kiều, thị xã Cai Lậy, nơi con anh B đang theo học. Yêu cầu nhà trường cho con anh B nghỉ học, nếu không sẽ không để yên cho gia đình các giáo viên. Không được đáp ứng, ngày 27 tháng 10 năm 2022, nhóm nhân viên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt đã đưa một bình ga tới tại trường tiểu học Phan Văn Kiều và đe dọa sẽ cho nổ cả trường. Sự việc sau đó được nhà trường trình báo công an. Sau quá trình điều tra, ngày 14 tháng 2, Công an tỉnh Tiền Giang, lực lượng chức năng của Bộ Công an và Công an thành phố Hồ Chí Minh đột kích trụ sở công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt, bắt nhiều đối tượng cùng nhiều tang vật. Đến cuối tháng 2, hai đối tượng Nguyễn Thanh Hải, 35 tuổi và Hà Thị Hiệp, 33 tuổi, là nhân viên công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt, trực tiếp đe dọa khủng bố anh B cùng trường tiểu học Phan Văn Kiều đã bị bắt. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt không có nhân sự nào có văn bằng luật. Công ty này có 15 nhóm nhân viên, mỗi nhóm trên dưới 15 người, chuyên đòi nợ thuê cho các ngân hàng, công ty tài chính. Mỗi tháng, nhóm đối tượng nhận xử lý từ hơn 140.000 đến hơn 240.000 hợp đồng vay nợ từ các ngân hàng, công ty tài chính. Hoa hồng đòi nợ thuê là từ 25% đến 35% khoản tiền đòi được. Trong quá trình hoạt động, nhóm đối tượng đã đòi được gần 1.000 tỷ đồng. Để đòi được nợ, nhân viên công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt không từ thủ đoạn, đe dọa giết người khắp cả nước. Cán bộ nào đòi xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tạm trú thì dân cứ mạnh dạn tố cáo. Kính thưa quý vị, ngày 28 tháng 2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký công điện số 90 CDTTG của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Theo quy định của luật cư trú năm 2020, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng sau ngày 31 tháng 12 năm 2022, thì đương nhiên không cơ quan nào bắt buộc công dân xuất trình các loại giấy tờ này nữa. Thế nhưng trên thực tế vẫn còn nhiều địa phương không chấp hành quy định, gây khó dễ cho dân, bắt phải xuất trình các loại giấy tờ, chứng minh thông tin về cư trú như giấy xác nhận thông tin về cư trú, thông báo số định danh cá nhân. Rõ ràng, những yêu cầu này không chỉ là gây khó cho dân mà là vi phạm quy định của luật cư trú. Chính vì vậy, Thủ tướng chỉ đạo quán triệt đến tất cả các sở ban ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và bộ phận một cửa các cấp về việc không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Xin lưu ý một nội dung quan trọng trong công điện này
đó là tăng cường rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm cán bộ công chức viên chức vi phạm các quy định nêu trên theo thẩm quyền. Với chỉ đạo này của Thủ tướng, người dân có quyền không chấp hành yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, đồng thời có quyền tố cáo cán bộ làm sai. Để chuyển đổi từ quản lý thủ công bằng các loại sổ sang số hóa là một nỗ lực và quyết tâm của chính phủ. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cần phải được kết nối với các địa phương trên toàn quốc để giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. Địa phương nào chưa làm được thì phải giải quyết nhanh chóng, không thể có chuyện không số hóa kịp thì đòi dân ôm sổ hộ khẩu lên trình. Khi có những thay đổi về công nghệ, kỹ thuật trong hệ thống hành chính, tất nhiên cần có thời gian để đội ngũ công chức tiếp cận, thực hiện một cách thuần thục, nhưng không nên để kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và năng lực quản lý của chính quyền. Đối với những cán bộ không theo kịp môi trường hành chính hiện đại, đòi hỏi kỹ năng về công nghệ thông tin, thì tổ chức các lớp học để bổ sung kiến thức. Ai không theo kịp thì cho nghỉ. Để xây dựng một hệ thống hành chính hiện đại lành mạnh, phục vụ người dân và quản lý xã hội hiệu quả, thì không chỉ sản xuất ra các ứng dụng chất lượng cao, mà cần có đội ngũ công chức có trình độ tương ứng. Điều bắt buộc với môn lịch sử. Kính thưa quý vị, theo dự thảo vừa được lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, có thể từ năm 2025, lịch sử sẽ là một trong 4 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông bắt buộc cùng với toán, văn và ngoại ngữ. Lý do của dự thảo quyết định này là từ năm 2025, lứa học sinh trung học phổ thông đầu tiên theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 thi tốt nghiệp. Vì thế, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được đổi mới cho phù hợp. Kể từ khi ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới vào năm 2018, môn lịch sử gặp nhiều trắc trở. Ban đầu, lịch sử trở thành môn lựa chọn, học sinh được tùy chọn học hay không theo sở thích và định hướng nghề nghiệp. Tuy nhiên, đã có nhiều ý kiến không đồng tình với việc này. Cuối cùng, sau nhiều tranh cãi, đại biểu Quốc hội lên tiếng, Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh thông tư lịch sử mới trở thành môn bắt buộc với 52 tiết trong mỗi năm trung học phổ thông. Tôi để ý, trong suốt quá trình kể trên, tuy các ý kiến khác nhau nhưng đa số có chung lo lắng về việc dường như là học sinh không thích học môn sử. Có phải đây là môn học thiếu hấp dẫn? Nếu quả thực như vậy, thì việc bắt buộc học và thi liệu có hiệu quả? Tôi cũng tự hỏi mình những câu hỏi này và thấy rằng, khi nhìn lại thì nhiều kiến thức phổ thông đã phai nhạt theo thời gian. Nhưng các bài học lịch sử trên ghế nhà trường cũng như tự học từ thời trẻ vẫn còn in đậm trong trí nhớ. Những chiến công hiển hách trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của cha ông có thể tôi không còn nhớ chính xác về ngày tháng, nhưng chi tiết, địa danh thì không thể nào quên. Nhiều bài học lịch sử đã ảnh hưởng tích cực đến nhận thức và trở thành hành trang động lực sống và làm việc của bản thân tôi trong suốt cuộc đời. Những năm còn công tác, tôi luôn thích đến các địa danh lịch sử và tranh thủ bất cứ lúc nào có cơ hội thực hiện việc này. Mỗi lần như vậy, tôi lại nhớ đến câu thơ của Nguyễn Khoa Điểm. Ôi đất nước, sau 4.000 năm, đi đâu ta cũng thấy, những cuộc đời đã hóa núi sông ta. Qua trò chuyện với các con, các cháu của mình, cũng như nhiều bạn trẻ, tôi thiện nghĩ, thực ra môn lịch sử rất hấp dẫn nếu chúng ta có giáo trình mới, biết cách dạy khác với cách dạy khô cứng, kém hấp dẫn lâu nay. Đặc biệt, trong thời đại công nghệ phát triển, thì chúng ta càng không nên dạy và học môn sử theo hướng học thuộc lòng. Những giờ dạy sử trên lớp, các thầy cô hoàn toàn có thể đưa vào các ứng dụng công nghệ để tăng tính trực quan, làm cho bài giảng sinh động hơn và hướng dẫn các em tự học. Hiện nay, trên các trang điện tử, có rất nhiều thông tin kiến thức lịch sử được dựng dưới dạng video, phim hoạt hình hấp dẫn người xem. Nhìn ra thế giới, tôi tin chắc không có nước nào hắt hủi môn lịch sử, kể cả lịch sử đất nước mình cũng như thế giới. Trong ngành xuất bản gần đây, chúng ta chứng kiến những cuốn sách lịch sử trở thành sách bán chạy nhất, bestseller trên toàn cầu như loạt sách của tác giả Yuval Noah Harari, Sapiens, lịch sử loài người, Homo Deus, lịch sử tương lai, 21 bài học cho thế kỷ 21. Trước khi bùng phát dịch COVID-19, vợ chồng tôi cùng một số người bạn đi du lịch Trung Quốc. Hướng dẫn viên cho chúng tôi là một học sinh vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, tranh thủ thời gian nghỉ đi làm thêm. Câu đầu tiên mà hướng dẫn viên này nói với chúng tôi là chào các bạn Việt Nam,
các bạn đang đến năm châu rồi đấy. Thấy mọi người ngớ ra, có vẻ không hiểu, hướng dẫn viên liền nói, người Trung Quốc chúng tôi thường nói về năm châu trong một đất nước, đó là năm địa danh nổi tiếng mà bất cứ học sinh nào cũng được học rất kỹ trong môn sử thời học phổ thông. Hướng dẫn viên nói tiếp, này nhé, đến Quảng Châu để ăn ngon, ở đó nổi tiếng bao đời nay với các món ăn cho vua chúa, giới thượng lưu, nhà giàu, nhất là hải sản. Đến Quý Châu để uống, ở đó có rượu Mao Đài tuyệt hảo. Đến Tô Châu để ở, Tô Châu với tơ lụa, với chè Long Tỉnh, ấm từ xa, với không khí trong lành, đất nước của vua Ngô Phủ Sai, với bao câu chuyện lạ. Đến Hàng Châu để vui chơi, ngắm phong cảnh Tây Hồ tuyệt đẹp. Cuối cùng, của con người sau ăn uống ở vui chơi là trở về với đất. Liễu Châu là nơi để yên nghỉ muôn đời. Ở đó có loại gỗ hương làm quan tài, người chết rồi còn được ướp hương thơm muôn thuở. Vợ chồng tôi cùng các bạn đi thuyền giữa Tây Hồ bát ngát, còn được nghe hướng dẫn viên trẻ tuổi kể về tam quái của Hàng Châu. Quái đầu tiên là Cô Sơn, hòn núi nhỏ giữa Tây Hồ, nơi ăn chơi nổi tiếng qua nhiều đời ở Trung Quốc. Quái thứ hai là cầu dài. Chúng tôi đi qua đi lại trên chiếc cầu khoảng chục bước chân, mà là cầu dài sao? Quái thế! Thì ra, đây là cái cầu mà Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài đã tiễn nhau, đi qua đi lại dùng răng suốt đêm mà vẫn chưa qua nổi vì cả hai không muốn rời nhau. Người này tiễn người kia qua cầu, người kia lại tiễn người này quay lại. Cứ thế nên chiếc cầu mới trở nên dài vô tận. Quái thứ ba là cầu gãy. Chúng tôi đi dạo trên chiếc cầu nguyên vẹn chứ có gãy đâu. Ở Tây Hồ có hai con đê lớn là hai bờ của hồ, Tô Đê và Bạch Đê. Con đê bên phải là do nhà thơ nổi tiếng Tô Đông Pha thời làm quan ở đó đã tạo nên. Giờ con đê mang tên ông. Con đê bên trái do nhà thơ Bạch Cư Dị Chi huy đắp, giờ gọi là Bạch Đê. Cầu gãy ở phía Bạch Đê. Truyền thuyết kể rằng khi xây cầu này, bọn thủy quái đã nhiều lần hiện lên hô hoán phong hoán vũ, làm cầu cứ xây xong lại gãy. Nhưng cuối cùng, cây cầu vẫn hoàn thành vì nó có vị hòa thượng yểm được bọn yêu quái. Nghe kể chuyện, tự nhiên tôi thấy mến người hướng dẫn viên du lịch không chuyên. Hỏi chuyện thì được biết ở Trung Quốc, môn lịch sử rất được coi trọng trong trường học và cách dạy sử thường là thông qua những câu chuyện hấp dẫn thú vị, chứ không phải những con số khô cứng, những sự kiện chồng chất vô hồn. Nhớ lại kỷ niệm trên, tôi chợt nghĩ sự bắt buộc với môn lịch sử đó phải là bắt buộc sao cho chân thực, sinh động và hấp dẫn, chứ không phải bắt buộc như một mệnh lệnh hành chính. Quý vị vừa được nghe bài viết Điều bắt buộc với môn lịch sử của nhà thơ Dương Xuân Nam, nguyên là tổng biên tập báo Tiền Phong, trưởng ban tổ chức kiêm chủ tịch hội đồng giám khảo các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam từ năm 1988 đến năm 2008.